Quang Minh xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay Quang Minh cho phép Quang Minh quay cái kho này mà không có quay xung quanh cái vị trí cái kho nha cả nhà. Quang Minh quay xung quanh vị trí cái kho Quang Minh muốn giới thiệu cho cả nhà mình là mặt tiền đường tỉnh lộ 15 nha. Quang Minh quay sơ cái con đường tỉnh lộ 15 nè. Đó, xung quanh nhà cửa như thế này. Bên hông như thế này đó. Lượng xe cộ thì chạy như thế này. Phú Mỹ Hưng giáp xã An Phú nha các anh chị. Quang Minh chào cả nhà mình một cái kho ha. Cái kho mặt tiền đường tỉnh lộ 15. Cái kho đây. Kho đây nha các anh chị. À, có cổng đàng hoàng nè. Phía trước là còn để được mấy chiếc xe tải, mấy chiếc xe hơi nha. Kho nói chung làm cũng đơn giản thôi nha cả nhà. Để Quang Minh vô quay thực tế luôn cả nhà mình xem cái kho vậy ha. Nó xây tường lên khoảng 1,5 m ở trên mình dựng tôn vậy. Ở trên cũng lợp tôn, có mấy miếng lấy tôn sáng. Chiều ngang cái kho này là 6,8 m nha các anh chị, dài 63 m, nở hậu là 7 m. Có 300 m đất ở ha. Còn tổng diện tích để Quang Minh có gì Quang Minh quay cái sổ và thông tin cho quy hoạch cho cả nhà mình xem. Đây cái sổ đất đây nha các anh chị. Sổ đất này nha. Thửa đất số 31 ha, tờ bản đồ số 7. Địa chỉ là xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích là 427,7 m. Đất trồng cây lâu năm. Đất trồng cây lâu năm. Sổ này là cấp ngày 8/1/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp nha các anh chị. Cái bản vẽ hiện trạng đây. Đường tỉnh lộ 15 mặt tiền ha. Ở phía trước là 6m 68, phía sau là 6m 91, nở hậu nha các anh chị, dài 63 m. Còn cái phần chuyển lên đất thổ cư đây các anh chị, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở tại nông thôn, diện tích là 300 m theo quyết định số ha 2961 gì đó, là lô đất này đã chuyển lên 300 m đất ở rồi nha. Còn lại là đất trồng cây lâu năm nha các anh chị. Cái thông tin quy hoạch Quang Minh đã test sẵn đây. Đường tỉnh lộ 15. Thửa số 31 nè các anh chị. Thửa số 31 nè. Vào chi tiết 1/2000 là nó ra cái màu như thế này, là cái này màu này là đất ở tại nông thôn nha các anh chị. Đó, đất ở tại nông thôn. Quang Minh đã test quy hoạch sẵn rồi ạ. Nha các anh chị. Thông tin quy hoạch này là khá chính xác ha. Cái hướng miếng đất này là hướng đông bắc nha. Hướng cái kho này là hướng đông bắc. Hướng đông bắc nha cả nhà. Rồi ok ha. Có một cái nhà vệ sinh đây, trên có cái bồn nước đây. Ngang 6m8 nha, nở hậu là 7m. Dài là 63 m. Cái kho xây tới đây ở phía sau còn khoảng hơn 10 m nữa nha các anh chị. Này phía sau còn đất trống hơn 10 m nữa. Còn khoảng tầm 15 m nữa phía sau. Từ vách tường này nè. Ra tới phía sau còn khoảng 15 m nữa. Hai bên đều có nhà. Đó, cái kho vậy. Đây Quang Minh quay ra phía trước nè. Có 300 m đất ở rồi nha. Bà chủ kho này bà nói là 3,2 tỷ còn thương lượng nha các anh chị. 3,2 tỷ còn thương lượng.
6m8, nở hậu 7m, dài 63m. Dài 63m có 300m đất thổ cư. 6 x 6 36 chắc cái miếng này chắc mình đoán chắc khoảng 380m quá. 380m mà có khoảng có 300m đất thổ cư nha. Giá bán là 3,2 tỷ, còn thương lượng ha anh chị ha. Rồi, ai mà muốn mua cái kho này để làm kho chứa hàng hay gì đó là gọi cho Quang Minh thông qua số điện thoại 0937234579. Bất động sản Quang Minh nha cả nhà. Ok nha, mình xin kết thúc video đây nha. Chúc cho cả nhà mình có một kỳ nghỉ lễ tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Quang Minh nha cả nhà. Đăng ký kênh để cập nhật những video mới nha. Đó, mình nhìn ra đây đường tỉnh lộ 15 đây. Cái kho là xây ở giữa miếng đất nha. Rồi, ok nha các anh chị.